Hello, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay là ngày thứ tư 18 tháng Giêng năm 2017. Chương trình Khai Dân Trí số 30 bắt đầu. Trước khi vào chương trình, Lisa xin mời quý vị và các bạn hãy lắng nghe một bài hát Đã Đảo Cộng sản Việt Nam. Hỡi tất cả các bạn trẻ Việt Nam, chúng ta hãy cùng nhau đấu tranh đến giọt máu cuối cùng và hơi thở cuối cùng cho quê hương của chúng ta ngày mai được tự do và ấm no. Đã Đảo Cộng sản Việt Nam. Từng bước chân oai hùng cùng nhau bạn ơi, ta đứng lên cùng đứng lên cùng đứng lên. Nhịp bước trong cơm thù bạn ơi vùng lên, ta đấu tranh cùng đấu tranh cùng đấu tranh. Này cộng sản ơi mày nhìn đây, dân vùng lên không sợ chi. Này cộng sản ơi mày hỏi dân, mi là bên tôi đi đồ. Nhìn về quá khứ lầm than, mi ta xa ở giờ đây. Mọi người cầm ghen thù mi là tên bao tàn. Bạn ơi cùng nhau ta đứng lên, Việt Nam tự do hay đấu tranh. Cầm là ai tay cầm dao, tay cầm súng giết dân. Việt cầm là tên giặc gian, không tình thương ác nhân. Việt cầm giấu san xe nhà cao, cướp của dân đánh dân. Việt cầm đâm tham ban Việt Nam, bán trẻ thơ quân bất công. Bạn ơi cùng nhau ta tiến lên, Việt Nam tự do trong ấm no. Bạn ơi cùng nhau hãy đấu tranh. Các bạn trẻ Việt Nam thân yêu, hãy đứng lên đòi lại tự do cho Việt Nam của chúng ta. Đã Đảo Cộng sản Việt Nam cùng bảo tàng. Hello, chào các bạn nha. Rồi, chào bạn, những này là Đơn Thảo, chào bạn Lê Nghi. Từng bước chân oai hùng cùng nhau hù bằng ơi, ta đứng lên cùng đứng lên cùng đứng lên. Nhịp bước trong căm thù bạn ơi vùng lên, ta đấu tranh cùng đấu tranh cùng đấu tranh. Này cộng sản ơi mày nhìn đây, dân vùng lên không sợ chi. Này cộng sản ơi mày hài dân, mi là tên tôi đi đồ. Nhìn về quá khứ lầm than, mi tao xa ở giờ đây. Mọi người cần ghen thù mi là tên bao tàn. Bạn ơi cùng nhau ta đứng lên, Việt Nam tự do hay đấu tranh. Việt cầm là ai tay cầm dao, tay cầm súng giết dân. Việt cầm là tên giặc gian, không tình thương ác nhân. Việt cầm giấu san xe nhà cao, cướp của dân đánh dân. Việt cầm lâm tham ban Việt Nam, bán trẻ thơ quân bất công. Bạn ơi cùng nhau ta tiến lên, Việt Nam tự do trong ấm no. Bạn ơi cùng nhau hãy đấu tranh. Rồi, Lisa xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã có mặt trong chương trình ngày hôm nay Khai Dân Trí. Câu hỏi đầu tiên được đặt ra là: chị ơi, ở tại Nha Trang em nhận được cái tin là có người thì nói là báo chí nó đăng là người đó nấu cắm heo bị cháy cả một làng. Điểm đáng nói là cảnh sát phòng cháy chữa cháy đến, họ không vào được vì con hẻm quá chật hẹp, họ đứng bên ngoài. Cũng có người cho biết là Tàu Cộng nó muốn xóa sổ cái xóm này, bởi vậy mà cho nên nó mới ra như vậy đó chị. Chị nghĩ như thế nào? Chị nghĩ rằng chắc chắn là phải có một bàn tay, cho nên các em không thể nào mà nghe cái lũ chó đẻ mà của vấn đề là kêu bằng là những cái tờ báo đã đến giờ phút này thì không bao giờ nghe được những cái tờ báo đó cả. Nha, không bao giờ nghe những cái tờ báo đó cả. Chị còn nhận được một cái tin động trời nữa đó. Kỳ này là không bao giờ giấu được nữa. Chị muốn nói cho tất cả mọi người dân Việt Nam biết. Đây là một nguồn tin từ ở trong Bộ Chính trị đưa ra. Có người trong Bộ Chính trị đã đưa ra bên ngoài là Bộ Chính trị, Ban Bí thư các cấp đã họp kín từ quý 4 năm 2015 và thống nhất các cái kỳ mà bí thư trước
Cho nên Bộ Chính trị và Ban Bí thư sau sẽ họp kín, sẽ chọn ra Thủ tướng và Chủ tịch mới để làm cái ban lãnh đạo mới, mà không phải là thằng Trần Đại Quang là Chủ tịch hay là thằng Nguyễn Xuân Phước, thằng Nguyễn Xuân Phát nữa. Mà cái điều đáng nói là bây giờ trong đó thằng bác nước Nguyễn Phú Trọng thì nó vẫn được giữ lại cho đến tháng 8 năm 2017 này. Và Bộ Chính trị Ban Bí thư đã cử những cái người trong ban lãnh đạo mới đã đến để mà vấn đề là đi tất cả những cái liên minh châu Âu, Nga và cuối cùng đến Mỹ để không biết họ làm cái chuyện gì đây. Nhưng mà khi đặt chân tới Mỹ rồi đó thì bây giờ Mỹ cũng yêu cầu khi mà đã tổng kết cũng như là tổng hợp các cái ý kiến đưa ra để bắt buộc Đảng Cộng sản Việt Nam phải thực hiện, đó là họ đòi hỏi là Đảng Cộng sản Việt Nam phải trả nhân quyền lại cho người dân. Tức là phải để cho người dân Việt Nam phải xuống đường, không được bắt bớ những tiếng nói đối lập ở tại Việt Nam, phải cho mọi người dân Việt Nam phải được có tiếng nói giống y như những người ở bên hải ngoại như thế này. Đó là cái điều mà tương quyết. Cho nên những người ở tại Việt Nam, các em đừng có run sợ nữa, mà các em phải làm mạnh hơn trong cái dịp này nha. Bởi vì bây giờ Đảng Cộng sản đang như con chó ở trong đường cùng, là mình phải đánh cho nó thẳng luôn, mình phải làm cho nó mạnh luôn. Cho nên vấn đề là thưa bạn, là thằng Tào Cộng nó rất là tức tối, cho nên nó mới làm cái chuyện mà nhanh như vậy, mới triệu thằng Nguyễn Phú Trọng qua bệnh để mà ký liền tại chỗ 15 cái văn bản như vậy. Kể cả thằng những này là cái bàn Tàu Cộng nó không muốn viện trợ hay là nó không muốn làm cái gì cho thằng Đảng Cộng sản Việt Nam ngay cả bây giờ khi nó nhận được cái tin đó cả. Nhưng mà Đảng Cộng sản nội bộ nó đâu có đưa ra đâu. Nó không có đưa ra. Các em thấy rõ rồi đó. Nha. Ở tại Kiên Giang đó thì chị nhận được một cái nguồn tin. Chị nhận được cái nguồn tin ở tại Kiên Giang. Người ta báo với chị, một người ở trong quân đội Kiên Giang, người ta nói cho chị nghe. Tôi và vài người bạn của tôi trong quân đội tại Kiên Giang đang kêu gọi dục lòng người dân cũng như người quân phải yêu nước. Cô có biết và mọi người trong nước ở tại riêng đặc biệt ở tỉnh Kiên Giang đã biết, trong vụ bắt giữ vũ khí lậu, mỗi người của chúng tôi bây giờ đều có cất giấu một số súng và đạn dược. Cho nên mong cô lên tiếng để mà kêu gọi tinh thần của người dân ở tại Kiên Giang để không cho vấn đề là phe mà vấn đề là bán nước cho Tàu, nó có thể nó để cho Tàu đi vào được. Cho nên kêu gọi cô phải nói cho mọi người dân ở tại Kiên Giang cũng như trên toàn nước biết được là cái gương của anh hùng Nguyễn Trung Trực chống bạo quyền, chống giặc Pháp như thế nào, thì bây giờ người dân Kiên Giang cũng phải đứng lên để mà chống lại giặc Tàu. Bây giờ ở tại tỉnh Kiên Giang nói chung cũng như là thành phố Rạch Giá nói riêng, người ta rất là những người làm mạnh đó, kêu gọi cũng như là truyền tuyên truyền cho quân và dân, mọi người dân phải thêm cái ý chí không còn sợ sệt nữa, để mà chờ ngày những này là chúng ta tấn công khi có cơ hội. Đặc biệt ở tại Kiên Giang, tôi xin thưa với cô, nó khác với các quân đội ở các nơi khác, ở những tỉnh khác. Bởi vì quân đội với cảnh sát thường xuyên có mâu thuẫn lẫn nhau. Vì đa số quân đội ở trong tỉnh Kiên Giang là người ở trong tỉnh Kiên Giang, còn cảnh sát và cơ động số đông là ở ngoài tỉnh đưa vào Kiên Giang, từ khi ông Nguyễn Tấn Dũng đã bị thất sủng và đưa về Kiên Giang. Cho nên mong rằng cô nói lên, và chúng tôi sẽ vấn đề là kêu bằng là ủng hộ những người dân. Nếu mà những tên công an hoặc cơ động mà chúng nổi lên hoặc là đem những này là người đến để mà những này là trấn áp và đánh người dân Việt Nam, chắc chắn quân đội chúng tôi sẽ không bao giờ ra tay. Thậm chí tôi sẽ cho những người của tôi giả mặc đồ thường dân để mà âm thầm đi vào để mà bảo vệ người dân. Nhưng cô nên nhớ những người đó đều có vũ khí ở trong người. Cô nói lên để cho những này là cho mọi người phe thân Tàu Cộng biết rõ ràng như vậy. Chỉ cần ra tay tàn sát người dân thôi là quân đội sẽ sẵn sàng cùng với người dân để mà đánh lại. Lisa, vấn đề là cảm ơn. Lisa không nêu tên ra nhưng mà Lisa cảm ơn anh.
Mặc dù anh ở trong cái quân đội của cái đảng Đĩ như vậy, nhưng mà anh đã nhìn ra được cái bộ mặt bán nước như vậy. Thì Lisa mong rằng tất cả quân đội ở tại vấn đề là miền Tây, cũng như ở tại vấn đề là kêu bằng là những cái nơi nào trên toàn đất nước Việt Nam, phải nhìn ra được là các anh bây giờ giống như là một cái con bù nhìn vậy đó. Cho nên bây giờ đó là ở ngoài bộ chính trị là do vấn đề là thằng chó đẻ trọng lú nó nắm về vấn đề là kinh tế mà thôi. Nó cho nên chị yêu cầu vấn đề là mọi người phải vấn đề là nhanh nhẹn như vậy và phải biết như vậy. Cái tin này là chị nhận được nha. Còn có một cái tin động trời nữa, tức là hôm qua chị nói về vấn đề là kêu bằng đó là về đài truyền hình, những cái người phóng sự, những cái người mà làm vấn đề là phóng viên đó người ta vấn đề là phải lệ thuộc như vậy. Thì bây giờ bắt đầu là người ta, hôm nay chị muốn nói về ở trong cái quân đội, người diễn viên ở xã hội chủ nghĩa nó như thế nào nha. Yeah. Người ta kể với chị đó là tụi em là một cái người mà quay phim trường. Chị biết rằng đảng Đĩ đó thì lúc nào nó cũng tuyên truyền là quân đội là anh dũng, cho nên mới là kêu cái đoàn phim đó bắt đầu là đi vào trong cái quân chủng mà phòng không không quân của vấn đề là kêu bằng quân đội nhân dân Việt Nam đó. Thì vấn đề là phái đoàn của tụi em, những cái bộ đoàn phim của tụi em với những cái người diễn viên đó đi vào đó để tham gia làm cái bộ phim với cái tựa đề, cái bộ phim đó là Cao Hơn Bầu Trời. Mà cái tựa phim là Cao Hơn Bầu Trời của quân chủng phòng không và không quân của Bộ Quốc phòng. Đây là một bộ phim truyền hình Việt Nam để làm kỷ niệm 50 năm thành lập quân đội nhân dân Việt Nam. Mà trời ơi, chị có biết rằng đó là cái bộ phim này đó họ đã trình diễn từ năm 2012, nhưng mà đến bây giờ 2017 vẫn không được phép chiếu cái bộ phim này. Mà theo như tụi em biết là cái kinh phí mà để làm cái bộ phim này là nó ngốn 50 tỷ đồng tiền Việt Nam, tức là tương đương 2,5 triệu đô la. Nó dài khoảng 50 tập như vậy mà đã đưa cho những này là trong Bộ Quốc phòng cái số tiền đó rồi. Sau này thì Bộ Chính trị nó không có chịu tung ra tiền nữa, nó không chi tiền ra nữa để mà cho cái bộ phim mà những này là Cao Hơn Bầu Trời này chiếu ra. Ta nói nó vui không? Các em thấy vui hay không? Bây giờ tôi nó không tiền nó chi ra cho quân đội nữa thì quân đội nó tức nó xì ra cho chị nghe. Chúng ta coi những cái khúc rất ly kỳ nè nha. Nó kể cho chị nghe. Chị Lisa ơi, chị có biết rằng á, vì cái bộ phim mà của Bộ Quốc phòng cho nên cái đoàn phim của tụi em được tiếp cận đi vào quay tất cả những cái khu quân sự phòng không không quân của Việt Nam. Em kể cho chị nghe, mong rằng chị lên chương trình Khai Dân Trí, chị kể sự thật cho tất cả những người dân ở tại Việt Nam, người ta hiểu rõ được rằng cái phòng không và cái quân đội nhân dân Việt Nam nó như thế nào nghe chị. Trời ơi, phái đoàn của tụi em được vào cái kho chứa tên lửa của Cộng sản để mà quay, để mà tuyên truyền chị ơi. Với cái nhiệm vụ là quay cái giàn khoan vũ khí hùng hậu ghê gớm, có thể tiêu diệt bất kỳ những thế lực nào mà đi vào Việt Nam. Nhưng mà thật sự các tên lửa của Việt Nam ngày nay ở trong phòng không của những người là không quân Việt Nam của Đảng Cộng sản ngày hôm nay toàn là đồ ve chai mũ bể không mà chị ơi. Trời đất mẹ ơi là trời. Bây giờ toàn là đồ ve chai mũ bể trong đó không à. Trời đất quỷ thần ơi. Chị biết rằng khi mà đoàn phim của tụi em cũng như là tụi em đi vào thì tụi em vấn đề là nhìn ra, tụi em đầu tiên hỏi ủa những vũ khí này làm sao quay, thì họ kêu rằng những người ở trong vấn đề là kêu bằng là nơi mà cất giữ cái kho tên lửa này đó thì phải chùi lửa rửa và vấn đề là lao lại, mà tụi em nhìn thấy toàn là đồ ve chai mũ bể của Liên Xô, tức là của Nga đã bỏ lại từ năm 1981 lận. Máy bay cũng là các cái loại máy bay mà thì em thấy rằng là thường xuyên là những cái máy bay cái hiệu của nó là MiG, tức là chữ M rồi chữ Y ngắn và chữ G con gà, mà Việt Nam mình gọi là MiG-20, MiG-21. Chỉ biết rằng em nhìn thấy nó cũ kỹ, nó sản xuất từ những thập niên 1970.
Vậy mà họ kêu mọi người phải đi vào đó quay. Rồi bây giờ họ kiểm lại, họ nói trời ơi bây giờ quay ra mà cho mọi người dân Việt Nam coi. Mà trong khi đó bây giờ với thời đại Internet mà đưa lên trên YouTube thì thế giới coi, nó cười một cái trận sặc sụa nữa. Nó không ngờ rằng là quân đội nhân dân Việt Nam mà ca ngợi là bách chiến bách thắng, từng đánh thắng hai đế quốc sừng sỏ là Pháp và Mỹ, mà bây giờ đưa lên quay những cái tên lửa và đặt giả bộ nó là cái kho tên lửa. Nhưng mà trời ơi, từ thời Bảo Đại ở trường trời ơi, ta nói nó vui như là ngày tẩy hội. Cho nên bây giờ cái tựa đề là bầu trời cao hơn bầu trời, bây giờ trở thành là bây giờ nít địch luôn, không có chiếu ra để cho người dân coi được nè. Các bạn thấy nó vui không? Rồi kế tiếp nha. Sau đó tụi em đã được họp mặt với nhau, rồi bắt đầu được triển khai là chúng ta phải quay phim. Và bộ phim này nó cũng giống như là bộ phim tuyên truyền khi mà chúng ta giải phóng được miền Nam Việt Nam, tức là phim Hai Lúa, cũng như là Biệt Động Sài Gòn, phô trương sức mạnh và tài năng của những người là quân đội nhân dân Việt Nam. Cho nên kêu chúng em phải họp lại để mà đi lên trên cái khu quân sự Hoàng Liên Sơn, biên giới giữa Việt Nam và Tàu Cộng đó chị. Nó nằm ở tại tỉnh Bắc Giang. Trời ơi, khi chúng em lên tới đó rồi thì tá hỏa tâm tinh, là bởi vì 60% mà vấn đề là ở trên cái đường mà vấn đề là giáp biên giới Hoàng Liên Sơn với và Việt Nam, thì vấn đề là người dân người Tàu người ta sống trà trộn với dân Việt Nam mình. Trời ơi, sự này là nó 100% là sự thật, mà bây giờ cũng vậy nữa chị ơi. Những người dân mà vấn đề là ở trong đó được người Tàu Cộng nó lén qua, nó cho bánh tét, nó cho giò cháo quẩy để mà nó bắt buộc, nó khuyến khích những cái người dân ở tại vấn đề là giáp biên giới Hoàng Liên Sơn với Tàu Cộng là phải nói xí xô xí xào với nhau bằng tiếng Tàu. Tụi em là đoàn làm phim từ ở trong thành phố Hồ Chí Minh đi ra, ta nói ngơ ngác không biết con mẹ trơn. Khi mà ra đó rồi cứ tưởng là Việt Nam, nhưng mà vô họ toàn là nói tiếng Tàu không. Rồi chỉ biết rằng tới cái cảnh mà quay cảnh tên lửa mà để mà bắn máy bay Mỹ, để mà vấn đề là kêu bằng đó là ca ngợi cho quân đội nhân dân Việt Nam, thì cái chị ở đây Lisa không nói tên của ông này ra nha, chị chỉ nói ngắn tắt là chị kể đó thôi. Thì cái thằng cha mà trung đoàn trưởng đó bắt đầu nó mới dẫn cái con thư ký ở đoàn phim đi lên. Nó thương con nhỏ thư ký, bởi vì trong đoàn phim có một con nhỏ trong trọng, nó để ý rồi, nó thả dê rồi. Cho nên nó kêu cái em trong cái đoàn phim này đó bây giờ phải giả bộ thay bộ đồ đẹp ra, mặc cái bộ đồ mà vấn đề làm bộ đội vô, rồi cũng giả bộ là bộ đồ cũ, rồi bắt đầu là cũng có để xình đồ kia vô cho giống như là những lần thực tập vậy đó. Rồi mới kêu cái người thư ký này, sau khi thay bộ đồ ra rồi thì bắt đầu là kêu thằng cha này mới kêu cái cô gái này leo lên trên cái tên lửa để mà chụp hình và để quay phim. Trời ơi chị ơi, không ngờ rằng sau khi cô bé thư ký này vừa tuột xuống rồi thì cái tên lửa nó bị gãy làm 3 khúc, bởi vì nó xét nghẹ từ thời lâu đời. Trời ơi, tao nói miệng đồ kia nó văng ra, tao nói túa bụa trơn. Bên trong là sắt thép của vấn đề là kêu bằng cái tên lửa đó, nó bị xét nghỉ hồi đời nào rồi. Trời ơi, nó mục nát hết trơn chị ơi. Là chị, tao nói ai ai người ta cũng hoảng hồn. Tao nói bỏ chạy sợ nó nổ, nhưng mà nó không có nổ, bởi vì nó đã bị rỉ xét và nó tuồn ra toàn là miệng như vậy. Chất TNT thôi. Trời đất ơi, thằng đấy nó vui như là ngày thấy hồi vậy đó. Hôm qua Lisa diện kiến, Lisa ngồi nói chuyện với ở bên những này là bộ quốc phòng, tao nói người ta kể Lisa nghe mà ngọt cười, mà họ chửi cái đảng đỉ không còn non nước nào mà kể đó, để cho những cái người mà trong quân khu 7, quân khu 9 đồ kia đó, mấy cái người trong quân đội đó ngồi giảo lỗ tai ra đi, các bạn làm gì mà biết được những cái chuyện này hả? Các bạn làm gì, các bạn biết là những cái mà vấn đề là kêu bằng đó là câu những cái câu chuyện mà khúc khiết ly kỳ ở trong cái gọi là quân đội nhân dân Việt Nam đâu. Thấy không? Còn những cái câu chuyện mà Lisa không thể nào lên đây kể được, bởi vì nó mang tính bí mật. Cho nên khi nào mà đất nước Việt Nam mà không còn cộng sản nữa thì lúc đó Lisa sẽ lên để mà kể cho các bạn nghe, có thể là 1001 câu chuyện mà chúng ta cười mà đái trong quần, mà cười ra nước mắt luôn em. Chị ơi, sau khi mà cô diễn viên này leo lên gọi là tên lửa
thì nó bị mục nát ra như vậy, nó đổ một cái ào ra như vậy. Thì nhận được lệnh của cấp trên thì cả đoàn phim cũng như là trong cái đoàn mà quay phim đều bị đi vào một cái phòng, họ nói là hộp nhưng mà giam lỏng mẹ hết. Và đồng thời một ông đại đội trưởng, ông đại tá vào nói tất cả đoàn làm phim phải đưa máy cho họ để mà họ xóa đi cái khúc mà cái tên lửa nó bị gãy mẹ nó xà ra một đống như vậy. Bởi vì họ không có tin tưởng cái đoàn làm phim, bởi vì những cái đoàn làm phim là đa số tôi cũng là người trong quân đội, mà họ lại không tin quân đội của miền Nam như vậy đó. Cô coi có tất không vậy cô Lisa? Bây giờ anh mới biết sao hả, nó đã không tin cái quân đội là từ nó chỉ có dùng các anh để mà bảo vệ cho nó thôi, chứ làm sao nó tin được các anh. Làm sao nó tin được đây? Nha. Trời ơi, đoàn phim cũng như mọi người ai ai không biết chuyện gì hết. Thì bây giờ tên lửa nó có gãy, nó gãy xét, nó có tuồn ra thì kệ mẹ nó đi. Vậy mà họ nhận được lệnh cấp trên từ trong bộ chính trị, họ kêu rằng là tất cả giám đốc của vấn đề là bên quân đội về sản xuất phim cũng phải bị giam lỏng vào, toàn bộ máy móc phải đưa cho họ kiểm tra để họ xóa đi cái hình ảnh mà cái tên lửa nó bị xét mà nó đổ ra ngoài, để không có kịp mà đưa ra bên ngoài. Và sau này họ thấy còn nhiều chuyện bất cập, cho nên bộ phim mà Cao Hơn Bầu Trời quảng cáo từ năm 2012 mà cho tới bây giờ người dân Việt Nam ta nói mỗi mòn con mắt chờ đợi, cũng không có cái bộ phim tựa đề là Cao Hơn Bầu Trời để mà ra đời, để mà kỷ niệm cho ngày quân đội nhân dân Việt Nam. Ta nói nó vui không? Ta nói nó vui không? Nó vui như vậy đó. Ta nói ở với cái đảng đỉ là nó sợ sệt như vậy đó. Đó ý là đoàn phim của nó đó, người này trong quân đội đó, mà nó còn như vậy đó là các bạn biết là đối với người dân là nó nghi ngờ như thế nào. Lũ quỷ thì lúc nào nó cũng vậy hết trơn á nha. Rồi trời ơi chị ơi, tất cả đoàn phim của tụi em bị ép ký vào văn bản gọi là không được tiết lộ bí mật quốc gia. Nếu ai tiết lộ hoặc kể cho bất kỳ một người nào nghe sự kiện an ninh tối mật này thì điều tra được hoặc là tìm ra được sẽ bị ở tù, và họ đưa vào mức án là phải ở tù tiết lộ bí mật quốc gia, phải ở tù từ 15 cho đến 25 năm, còn nặng hơn là sẽ bị tử hình hoặc là chung thân. Chị coi coi có nực cười hay không, nhưng mà ai ai trong đoàn phim của quân đội cũng phải đều ký tên, mặc dù tôi là đeo loan đại tá cũng phải ký tên vào cái văn bản đó. Ta nói tức không thể tưởng tượng được, tức không thể tưởng tượng được. Trời ơi là trời, ta nói Lisa không thể tưởng tượng được. Ở bên Mỹ mà làm sao mà có những cái câu chuyện này mà xảy ra? Chỉ có trong thiên đường đảng đỉ, thiên đường xã hội chủ nghĩa mới có những cái câu chuyện khúc khiết ly kỳ này xảy ra thôi. Còn ở bên ngoài làm gì mà có? Cho nên em xin thưa với chị nói cho tất cả mọi người dân Việt Nam đừng tin tưởng vào không quân của Việt Nam. Cũng đừng tin tưởng vào kho vũ khí. Bởi vì họ hoàn toàn là có từ thời Bảo Đại ở lại, để lại không à chị à. Trời ơi cũ kỹ dữ lắm rồi. Chị biết rằng á, cái cô gái mà leo lên cái tên lửa để mà làm người mẫu, để mà vấn đề là giống như một cô giao liên du kích để mà quay phim đó, rồi bắt đầu là gãy cái tên lửa như vậy đó, nó xét nó bị gãy như vậy đó, thì được xếp vào cái loại bí mật quốc gia. Tội nghiệp con thư ký không biết như thế nào, mà sau đó thì người trong quân đội không thấy cái cô gái mà của cái ông trung đoàn trưởng này ở đâu cả. Người ta cho biết rằng sợ cô ta bếp xét, cho nên sau khi mà hãm hiếp xong rồi hoặc là làm tình vụ xong rồi thì giả bộ cho đi ra ngoài Hoàng Liên Sơn để mà cho một cái vấn đề là người ở bên đó, người ta bắt cóc cô này để mà nhào vô trong rừng hiếp dâm rồi giết chết ở trong đó luôn. Hoặc còn không ấy thì sau này cô ta có thể vấn đề là kêu bằng đó là em không biết như thế nào, nhưng mà vấn đề là kể cho vấn đề là nghe như vậy. Bây giờ không biết xác của cô ta ở đâu, gia đình khóc lắm, lên tới Bộ Quốc phòng hỏi về cái cô vấn đề là diễn viên như vậy, mà ở trong chỉ nói là cô ta lên quay phim rồi vô tình cô ta đi ra đi đái, rồi không biết cọp nó có tha cô ta đi ăn hay không, bởi vì Hoàng Liên Sơn là cọp mà, cho nên cô ta đi ra thì không biết cọp nó có nhai đầu nó ăn mẹ nó nuốt xương hết trơn hay không, cái đó không biết được, tại vì trong cái đường rừng không, hoặc là thằng Tàu Cộng nó a ẩm qua bệnh rồi bắt đầu nó đè nó hiếp nó hãm bên bệnh rồi nó mổ mẹ nó
nội tạng luôn rồi. Cho nên bây giờ bắt buộc gia đình phải ký vô biên bản rằng vấn này là con mình đã bị mất tích và nó bị thất lạc. Chỉ vậy mà thôi. Chỉ vậy mà thôi. Tôi là người trong quân đội, tôi xin nói thẳng với cô rằng bộ đội phòng không không quân ngày hôm nay vẫn xài các thiết bị cũ kỹ của Nga, tức là Liên Xô thời xưa viện trợ, và của Tàu từ năm 1969 tới bây giờ. Họ hoàn toàn không có tân trang hoặc mua một cái gì cả. Ngay cả trong những cái cuộc họp về vấn đề là kêu bằng là tân trang quốc phòng, những người đồng chí của tôi đã đưa ý kiến ra để mà nói chuyện, thì tụi tôi hỏi tại sao mà bây giờ đất nước thay đổi, chúng ta không mua những cái dụng vũ khí mới để mà chúng ta dùng, tại sao bây giờ lại dùng những cái cũ kỹ này mà nó đã có từ 40 năm tới 50 năm như thế này. Thì một cái tên trung tá mới nói với chúng tôi rằng là ở Sóc Sơn cho biết là đồ cũ nó còn tốt thì việc gì các anh phải bỏ. Ông ta là người ở Hà Nội, ông ta vào nói thẳng vào mặt của những sĩ quan ở miền Nam. Ông ta nói rằng như thế, như sao, nguyên văn như sao? Báo cáo các đồng chí, Đảng và nhà nước rất là tiết kiệm. Cho nên đây là những sự thật mà vì danh dự của chúng ta, Bác Hồ đã từng được nghe, tức Liên Xô và Tàu Cộng đã viện trợ. Cho nên chúng ta không phụ công của Bác Hồ. Chúng ta phải giữ lại những vũ khí này, mặc dù cũ kỹ, nhưng mà nó sẽ có tốt gấp ngàn lần những cái vũ khí tân tiến bây giờ. Trời ơi chị ơi, một ông trung tá mà nói chuyện như vậy, mọi người ai cũng nực cười, mà trong khán phòng họp ai cũng bỏ qua, không ai thèm đếm xỉa tới. Thậm chí người này nhìn người kia với cặp mắt vô cùng ngạc nhiên. Thậm chí ông ta còn nói là tiền mà của vấn đề là kêu bằng là nhà nước, của quốc phòng, thì cứ việc chia ra để cho các cấp vấn đề là kêu bằng là làm việc khác, chứ không thể nào mà lấy tiền của quốc phòng để mà tân trang và mua vũ khí được. Bởi chúng ta đang sống trong thời bình, bởi cho nên chúng ta không cần phải lấy tiền để mua vũ khí, mà chúng ta nhận được tiền thì chúng ta đi vào những cái chuyện kinh doanh, chẳng hạn chúng ta mở ra Viettel, hoặc chúng ta mở ra là Mai Linh Taxi, hoặc là chúng ta mở ra những cái quân đội là Sun Ghost để mà chúng ta gom tiền vào, chứ chúng ta không lấy tiền viện trợ cho quân đội mà để tân trang hoặc mua vũ khí con mẹ gì hết trơn. Mà rốt cuộc rồi em biết được một chuyện tơi bời, một chuyện tá quả, là những lấy cái tiền này để mà giả bộ nói rằng làm cho quân đội, nhưng mà việc theo thì chỉ có một người làm chủ và lấy tiền luôn chị ơi, chỉ có nhỏ giọt cho trong quân đội thôi, không có một đồng bạc nào cả. Mang tiếng là làm kinh doanh cho quân đội, nhưng mà thật sự anh em trong quân đội từ cấp tá như tôi hoặc cấp quý không hưởng được một đồng bạc nào hết, chỉ có những cái đồng tiền nhỏ giọt mà thôi, mặc dù họ gom tiền vào không biết bao nhiêu mà kệ. Lần sau tôi sẽ có một người bạn làm bên an ninh ở bên Viettel sẽ nói cho cô nghe họ ăn cắp trắng trợn tiền bạc của người dân như thế nào. Khi mà đăng ký Viettel thì chỉ cần một cú gọi tới là tự nhiên báo là tiền nó không còn ở trong tài khoản nữa, để buộc người dân phải nạp tiền vào để rồi mất trắng mẹ nó tiền một cách có hệ thống như thế nào. Thì chương trình sau tôi sẽ vấn đề là gọi phone cho cô và tôi kể cho cô nghe về cái tình trạng mà vấn đề là mạng Viettel Mobifone nó ăn cắp tiền của khách hàng như thế nào. Trời ơi, cô có biết rằng là bộ đội biên giới làm gì không cô? Trời ơi, mấy em đó ở ngoài bắt đầu là sau khi kêu lên để bắn, để mà thực tập, để mà lên cái bộ phim Cao Hơn Bầu Trời, thì những người ở trong quân khu ở Hoàng Liên Sơn tôi đi ra ngoài Bắc, thì tôi tá quả tâm tin nó cũng giống y như ở trong miền Nam. Ở trong quân đội nhân dân Việt Nam ngày hôm nay là đi trồng rau với nuôi cá không à cô ơi. Trời ơi, tôi đi ra tới đây tôi làm phim rồi tôi mới té ngửa ra là những tân binh mới đưa vô bộ đội là nuôi ngựa, rồi bắt đầu là giết ngựa để mà lấy da và xương chuyển sang cho Tàu nó nấu là cao ngựa cốt. Trời ơi là trời. Rồi thậm chí anh nào mà nuôi ngựa giỏi đó thì bắt đầu là có thể cho được miếng thịt ngựa để mà vô ngồi nhâm nhi và nhậu ở trong quân danh trại nhân dân Việt Nam.
tánh đầu tiên địa ơi là trời ơi là trời trời ơi đó. Bởi cho nên bây giờ các bạn thấy mà, đừng có anh nào đó mà ở trong quân đội mà vấn đề là chiếu lên là cảnh làm thịt ngựa được kia, các bạn đừng có ngạc nhiên nha, bởi vì bộ đội vô chỉ có nuôi ngựa nè, rồi bắt đầu là đi trồng rau thôi. Thậm chí chị ơi, họ còn chia ra là phải đi nuôi lợn để mà đi ra ngoài dụ người dân, để mà đi bán cho người dân nữa. Đi nuôi ngựa xong rồi, rồi có một cái đội nào đó phải đi nuôi heo và bán cho dân, rồi bắt đầu đi trồng rau. Vào doanh trại nhân dân Việt Nam họ chia ra thành từng tiểu đội vậy nè chị à. Một tiểu đội gồm có khoảng 45 cho tới 50 người, họ đặt tên là tiểu đội mấy, tiểu đội mấy. Thậm chí em thấy rằng là họ đặt tên cho tiểu đội đó là tiểu đội Nguyễn Văn Trỗi, tiểu đội Phan Đình Giót, tiểu đội Lê Đình Chinh, tiểu đội Kim Đồng. Họ đặt thành từng tên một của những người mà cộng sản đó chị, đều họ tuyên truyền đó. Được gọi là người lính đấu tranh trên mặt trận kinh tế. Khi mà chúng tôi được họp và nói rằng là tại sao những tân binh vào mà không cho họ bắn đạn thật để tập dượt, thì tụi em nhận được lệnh của vấn đề là kêu bằng Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, tức là Nguyễn Chí Vịnh. Nguyễn Chí Vịnh đưa thông cáo vào rằng là bây giờ không cần phải huấn luyện bộ đội Việt Nam phải tác chiến trong thời này, mà phải để cho quân đội nhân dân Việt Nam đi làm kinh tế, bởi vì ngày nay chúng ta đang đấu tranh trên mặt trận kinh tế chứ không phải là mặt trận về vấn đề là kêu bằng là chiến sự. Vui không? Bây giờ tá hỏa tâm tin cô ơi, bây giờ nhà nước cũng như đảng đã tung ra cho Bộ Quốc phòng là 50 tỷ đồng để làm phim. Nhưng mà đoàn phim nó ngộ một cái chỗ là chúng tôi là làm cho đoàn phim của quân đội nhân dân Việt Nam, thì chúng tôi không có tiền để mà mua đồ ăn, để mà vấn đề là ăn cơm nữa, chứ đừng nói chi mà những cái thằng lính lát. Nhân viên của tụi tôi là đeo toàn là cấp bậc từ cấp tá trở lên ở trong đoàn phim, mà còn bị xù lương mấy tháng cuối luôn, bởi diện lý do là đảng bây giờ không còn tiền, cho nên họ không có đưa tiền ra để mà vấn đề là hỗ trợ cho bộ phim cao hơn bầu trời này. Trời ơi, qua cái thời gian dài mà tụi tôi đi theo cái đoàn phim, và tụi tôi từ trong Nam ở quân khu 7 đi ra để mà chứng kiến cái sự thối nát giả dối tột độ của vấn đề là chế độ này, tôi về tôi mới suy nghĩ lại và tôi nghĩ rằng đã đến lúc mình phải lên tiếng nói, nhưng mà tôi không thể nào nói được với cả một cái bộ máy đông còn hơn là quân nguyên như vậy, cho nên tôi nhờ tiếng nói của cô lên để cô kể cho tất cả toàn dân Việt Nam, từ người dân Việt Nam bình thường cho tới quân nhân, cho tới những cấp lãnh đạo trong quân đội nhân dân Việt Nam biết rõ rằng cái quân đội như thế nào. Khi kể ra như thế này, mỗi người người ta đều biết, bởi tôi là những người nằm trong quân đội mà kể cho cô nghe. Vui ấy không? Cô ơi, tất cả những cái hình ảnh mà tôi đưa cho cô đã bị bên quân đội lấy. Thậm chí vấn đề là những cái sự việc mà vấn đề là tôi chỉ tiết lộ ra và tôi đưa cho cô coi thôi, chứ lúc đó ở bên ngoài mặt trận đó, những cái hình ảnh mà được quay như vậy đó là quân đội sẽ xóa, không có cho ai quay bất cứ hoặc là có thể cung cấp được hình ảnh. Nhưng đây là kêu bằng là ra được ở bên ngoài cả. Bởi vì ở trong cái doanh trại đó, họ đi làm rau, rồi họ đi làm ruộng, rồi họ đi tưới cây, họ đi nuôi ngựa. Không ai được quyền cầm cái máy ảnh quay. Khi đi vào đó, họ lại nói rằng, họ ngăn chặn chúng tôi rằng, mặc dù các anh là đoàn phim của quân đội, nhưng mà không quay những cái cảnh mà các anh em đi trồng rau, đi nuôi ngựa, đi nuôi lợn như thế này. Bởi vì nếu quay rồi lỡ một mai ai đó xấu ý bắt đầu tung lên trên mạng thì nó xấu mặt đi quân đội nhân dân Việt Nam. Bởi vậy mà cho nên đi vào đó là đề các bạn là nghiêm cấm quay phim hoặc là chụp ảnh. Tôi là một quân đội, tôi đi ra đó cùng với một đoàn phim trong quân đội. Nhưng mà trời ơi, hỡi ơi, chị có biết sao không? Khi mà đi ra tới vùng biên giới giữa Việt Nam và Tàu Cộng, thì mọi người ở quân khu 2, ở ngoài Hà Nội, người ta bắt tay, rồi người ta nói nhỏ với tôi rằng là ngày nay biên giới Việt Nam gọi là biên giới lùi. Biên giới lùi các đồng chí ạ. À, tôi không hiểu được là tại sao gọi là biên giới lùi vậy.
Thì bởi vì tôi cũng nghĩ rằng chắc là anh này là người Hà Nội cho nên nói tiếng Bắc mình khó nghe, hỏi gặn lại là biên giới Việt Nam và biên giới Việt Nam với là Trung Quốc là biên giới lui lùi là sao vậy đồng chí? Thì các người quân khu 2 cho chúng tôi biết rằng là biên giới lùi tức là mỗi năm Việt Nam phải lùi vào, lùi vào đất liền. Mà cái biên giới lùi này là nó đã thịnh hành từ năm 1990. Mà Tổng Bí thư thời đó là Nguyễn Văn Linh đã đi qua bên Tàu để mà ký hiệp ước, để mà vấn đề mở cửa kinh tế rồi. Bởi vậy mà cho nên mới gọi là biên giới lùi, tức là những cái cột mốc mỗi năm nó cứ nhổ đi, nó thay những cái vị trí khác như vậy đó. Lúc đó tôi mới tá quả mà đau không thể tưởng tượng được. Mặc dù kêu gọi những người bộ đội phải bảo vệ lãnh thổ từ tất đất của ông cha mình, nhưng mà khi đi ra tới vùng biên giới thì một cái cảnh tượng hải hùng đã xảy ra. Thậm chí trong những cái khu rừng núi ngày bây giờ nó còn phải bị lùi vô cả 100 mét nữa cô à. Bởi cho nên bây giờ ải Nam Quan của Việt Nam nó mới nằm trọn lõn ở bên Tàu Cẩm, có cái tên mà gọi là mỹ miều vô cùng, đó là ải Hữu Nghị chứ không còn là ải Nam Quan, mà họ sửa lại là ải Hữu Nghị Quan. Trời đất ơi, trong quân đội hoặc là những người ở trong quân đội họ hoàn toàn không biết rằng ải Nam Quan đã đổi tên thành là ải Hữu Nghị cả. Bởi vì ải Hữu Nghị là nó nằm ở bên đất Tàu chứ hoàn toàn không còn là của nước Việt Nam nữa. Cho nên chúng tôi gọi là biên giới lùi là nó như vậy đó. Chị ơi, chị tới giờ rồi kìa chị ơi. Em đừng có xạo nha. Em thấy chị nói như này, em là người nào mà dám nói chị là hết giờ. Mới có vấn đề là 30 phút, chị có đồng hồ, chị coi ở đây làm gì hết giờ. Câu chuyện nó đang khúc khiết ly kỳ, bắt đầu em sợ chị vấn đề là nói lên. Cái vấn đề là thối nát của vấn đề trong quân đội. Giờ em bắt đầu em quảng hồn, em giả bộ, em vô em kêu chị phải không? Chị không có nghe lời em đâu nha. Nha. À, rồi. Để bắt đầu là Lisa kể tiếp cho quý vị và các bạn nghe về cái sự mà khúc khiết ly kỳ ở trong quân đội nha. Ở cái vùng núi phía Bắc đó, tức là cái làng dân tộc thiểu số nào đó mà bây giờ chịu quy thuận với Tàu Cẩm đó, thì họ đưa những cái người thương lái của Tàu Cẩm vào để cho tiền và cho mua con bò, hoặc là đưa tới Sapa để mà đi làm du lịch, và họ quảng bá rằng là Sapa là đất trong tương lai của Tàu Cẩm. Còn người dân Việt Nam nào hoặc người dân tộc thiểu số nào mà chống đối thì chỉ có biết rằng là họ sẽ ép tới đường cùng, trồng đồ, trồng rau, trồng cả, thương lái Tàu Cẩm không bao giờ mua. Thậm chí những người này phải ép họ dời tới vùng núi Tàn Ngào, huyện Lập Thành, Bảo Lộc để mà xin sống. Thậm chí trên trừ đường đi tới cái vùng núi Tàn Ngào có một số người đang phục kích để mà giết chết họ. Mà những người đó là những người trong quân đội nhân dân Việt Nam nó mới đau đó chị à. Trời đất quỷ thần thiên địa ơi là trời, nhận lệnh của thằng Tàu Cộng để mà giết những cái người dân tộc ở đây, hoặc là thằng Tàu Cộng nó ra lệnh cho giết những cái người nào mà có cái tinh thần dân tộc mà ở ráp biên giới. Cho nên chị ơi, những người dân Việt Nam mình có nhiều người chống đối lại, không đi theo họ hoặc không nói tiếng Tàu, không nói tiếng Hoa, thì họ lại ép đi đến cái vùng núi Tàn Ngào, huyện Bảo Thành, huyện Lập Thành, Bảo Lộc để mà sinh sống. Vụ người dân tộc thì em nói sao cho chị nghe nha. À, bây giờ tôi xin quay lại về vụ phòng không không quân ở trong bộ phim gọi là Cao Hơn Bầu Trời cho cô nghe. Cô ơi, ở tỉnh Bắc Giang thì có một cái sân bay gọi là sân bay Kép, tức là một sân bay quân sự. Từ ở tại Bắc Giang, từ đó chúng ta có thể bay qua Tàu Cộng chỉ có trong vòng 10 cho tới 5 phút mà thôi. Cho nên bọn Tàu Cộng đã thường xuyên bay lên để mà khiêu khích không quân công binh của mình. Nhưng mà chúng tôi nhận được lệnh khi mà máy bay của Tàu Cộng có bay lên như vậy thì ở trong đây không quân của Việt Nam vẫn án binh bất động mà không bao giờ bay lên để chống trả. Mặc dù họ xâm phạm vào vấn đề là kêu bằng là lãnh thổ của Việt Nam như vậy đó. Tôi không biết như thế nào. Cho nên có một vụ này tôi xin kể cho cô nghe để cô kể cho mọi người nghe. Mặc dù báo chí không đăng, nhưng mà cô xin kể cho mọi người nghe. Tức là 2010 có một vụ máy bay. Mà cái vụ máy bay này đó là họ cho rằng đó là có một vụ máy bay Tàu, vấn đề là Tàu Cộng, nó bay hiên ngang khiêu khích
không quân của Việt Nam ở trên bầu trời. Nhưng mà không quân của Việt Nam thì được lệnh của Bộ Quốc phòng là không được bay lên để mà chặn hoặc là đánh trả. Năm đó có một phi công trẻ ở trong không quân không chịu nổi được cái lần như vậy, cho nên họ đã tự động lái máy bay lên để mà đối đầu lại với máy bay mà khiêu khích của Tàu Cộng. Thì anh ta vừa bay lên trên thì máy bay nó không có gắn tên lửa, bởi vậy mà cho nên không bắn được, phải đành đáp xuống. Mà khi anh ta về thì anh ta bị kỷ luật rất là nặng, anh ta quá ức cho nên anh ta thắt cổ mà chết. Nhưng mà chị có biết rằng, cô có biết rằng cái chết của một sĩ quan này được báo cáo là phi công trẻ đã bị thất tình và tự tử, chứ không phải là tức tối mà lái máy bay lên và bị kỷ luật mà tự tử cả. Bởi vì theo nguyên tắc ở trong quân đội, mà tôi đã ở trong quân đội tôi biết rất là kỷ luật sắt. Cho nên nguyên tắc của cấp trên, anh ta sẽ bị kỷ luật, bởi anh ta đã để cho lính của anh ta tự động sĩ quan lại lái máy bay lên để mà khiêu khích khi không có lệnh ở ngoài Bộ Quốc phòng. Bởi cho nên kể cả cái ông mà coi về anh sĩ quan này cũng phải ém nhiệm, phải nói trở lại rằng là anh này đã bị thất tình vì yêu mà thắt cổ chết. Bởi anh ta sợ ảnh hưởng tới vấn đề là kêu bằng đó là cấp bậc của anh ta, và anh ta sợ bị kỷ luật. Cho nên ông trung đoàn trưởng đó phải vấn đề là kêu bằng kêu gọi tất cả mọi người là không được đưa cái tin này ra. Và ông ta trong nội bộ ông ta nhận hình thức là tự phê bình và phê bình. Nhưng đổi lại để mà bịt miệng ông này thì vấn đề là lúc đó mọi người ở trong quân đội mới biết được sự kiện này. Thì cái ông chỉ huy trưởng đó, ông sợ bị bể ra cho mọi người dân nghe, cho nên muốn bịt miệng ông này là cấp cho một cái miếng đất thật là lớn ở ngay tại sân bay Kép vào năm 2013. Và ông ta đang xây một cái nhà như một cái lâu đài ở tại đó. Tên Lisa không cho các bạn biết, Lisa chỉ nói như vậy thôi nha. Nếu những người nào trong quân đội ở ngoài quân khu 2 thì đã biết được ông mà bị bịt miệng này hiện xây một cái tòa lâu đài ở vấn đề là sân bay Kép giữa vấn đề là Bắc Giang như thế nào, thì Lisa vấn đề là không cần phải nói nha. Những cái vụ việc này người ta tiết lộ cho Lisa biết được. Rồi sau này chị ơi, bởi cho nên khi mà không quân của Việt Nam mà được lệnh để mà chạy bay đi ra ngoài để mà trinh sát thì đều bị bắn chết là như vậy đó chị à. Khổ lắm chị ơi. Chị có biết làm sao khi mà cái ông tướng này mà được vấn đề là cấp đất cho xây một cái tòa lâu đài biệt thự như vậy thì ổng gọi tất cả những người cấp tá như tụi tôi vào để mà ăn nhậu uống chơi, ông ta phe thành tích là ông ta được như vậy. Và ông ta cũng nói nhấn mạnh luôn là bộ phim Cao Hơn Bầu Trời bây giờ không thể chiếu được bởi vì nó quá gớm, nó quá tởm, nó quá ghê gớm đi. Nếu mà chiếu cái bộ phim Cao Hơn Bầu Trời thì toàn bộ dân tộc Việt Nam cũng như thế giới người ta sẽ cười trên đầu của đảng. Chỉ biết rằng đó là mặt nổi, những cái ủ nổi để mà đi mua để về bán ve chai, đó là chỉ là bề bên ngoài thôi. Ở bên trong kho vũ khí đạn dược của Cộng sản ngày hôm nay toàn là đồ cũ 100%, thậm chí không có đạn nữa chị à. Mang tiếng là đầu tư khủng nhưng mà còn tệ hơn là một cái phim mà ở trên mạng nó quay nữa chị ơi. Rồi đương nhiên là trong cái đoàn mà tụi tôi làm phim trong quân đội là bị xù lương, rồi bị vấn đề là không có còn tận dụng nữa, cho nên họ ghét, họ không có thèm nói tới. Cho nên tôi rất là ức chị à. Cô có biết rằng đó là khi mà tôi đi vào đó đó thì giới thiệu với tôi đó là đại bác phòng 050 và đại bác phòng 059. Tôi mới không hiểu được là đại bác phòng 050 là như thế nào, đại bác phòng 059 ra làm sao. Tôi cứ nghĩ rằng đó là kích cỡ cái nòng, nó giống như là Mỹ vậy đó, nó có 50-59. Nhưng mà khi vô tới cái kho vũ khí thì tôi mới tá quả ra là súng phòng 050, tức là sản xuất vào năm 1950. Mà đại bác 59 tức là những cái khẩu mà pháo mà sản xuất từ năm 1959, chứ không có cái gì gọi là vấn đề là kêu bằng đó là đại bác
mà vấn đề là kêu bằng là đại bác phòng 050 và đại bác phòng 059 cả. Những cái này là họ chỉ gắn vào, họ cho đó là sản xuất vào cái năm nào thì họ đưa ra là đại bác phòng 059, nhưng mà chúng tôi vào thì chúng ta mới tá quả tâm tin lên là nó sản xuất từ năm 1959. Còn mà đề là đại bác, mà vấn đề là kêu bằng đó là phòng không, mà vấn đề là đất đối không mà họ đưa lên rêu rao, thì những cái mà vấn đề là kêu bằng đó là đại bác, mà vấn đề là kêu bằng từ năm 1950, mà điều đáng nói là những cái quả đại bác mà người ta gọi rằng là đại bác phòng không, đất đối không 50-59 này là của thằng Tàu. Trời ơi, thằng Tàu nó đưa qua từ cái thời chiến tranh mà chống Mỹ, nó đã viện trợ những cái pháo B-40 của nó ra qua. Thì bây giờ quân đội nhân dân Việt Nam lại bắt đầu là nổ lên là cho rằng là cứ bằng là đại bác phòng không, tên lửa để mà không đất đối không. Trời ơi là trời, nó vui không thể tưởng tượng được. Khi vô tới kho vũ khí quốc gia, tôi tan vỡ niềm tin vào quân đội nhân dân Việt Nam thời bây giờ. Bởi vì vũ khí đó, bởi vì vũ khí mà người dân, mà mọi người dân đi đóng thuế cho quốc phòng để mua bảo vệ, chỉ là đồ ve chai từ thời của Liên Xô và Tàu để lại, hoàn toàn kêu gọi người dân đóng một đồng bạc nào mà để vô quốc phòng cả. Thậm chí đoàn làm phim của tụi tôi được lệnh mua 1.000 viên đạn mã tử để mà bắn, để mà quay phim bắt đạn thật. Thì cái người mà vấn đề là cầm tiền đi mua cho đoàn phim chỉ có đưa cho chúng tôi dọn dẹn 100 viên đạn. Khi mà chúng tôi hỏi ông vấn đề là kêu bằng thiếu tướng ở trong quân đội cấp trên, thì ông cho rằng là chỉ có quay phim thôi thì bắn 100 viên là được rồi, cần gì phải bắn. Cho nên ông ta giữ lại 900 viên đạn, mà đồng thời tôi là cấp tá cho nên mời tôi lên nhậu rồi dúi cho tôi được khoảng 20 triệu đồng tiền Việt Nam. Nhưng mà mang đạn về cũng không được bắn được, với lý do là bắn đại bác sợ làm dân hoang mang. Cho nên kỳ thật tôi mới hỏi ông cố vấn quân sự tại sao không được bắn lệnh mua 1.000 viên đạn. Thì ông cố vấn bảo rằng đây là cái khu khẩu pháo 12 ly cấp cho đoàn mượn để mà quay phim cao hơn bầu trời. Nó quá cũ rồi, bây giờ cái nòng súng nó xét như vậy đó, cái nòng pháo nó xét như vậy đó. Thì bây giờ nếu mà để vô để mà nổ thì coi chừng nó chịu không nổi áp suất đường đạn đạo, nó sẽ nổ tanh bành. Thế là 100 viên đạn cũng không bắn được luôn. Sau đó thì đoàn phim của tụi tôi đã gọi qua để mà mượn cái khẩu khác ở tại quân khu 4. Cố vấn bảo khẩu này đẹp nhất kho rồi, mấy khẩu kia mà lên hình thì tất cả bọn phản động và thế lực nó còn cười chúng ta nữa. Chỉ có khẩu này là coi bộ nó được thôi, còn những khẩu kia nó cũ kỹ lắm rồi. Cho nên bọn của anh những này là bị kỷ luật gì, những này là kêu bằng là xúc phạm quân đội đấy. Cho nên nếu đem những cái khẩu khác lên bắn thì coi chừng xúc phạm quốc gia, quân đội. Thế là anh ta kêu cả đoàn phim của tụi tôi phải cầm những cái khẩu mà nó mục nát ra như vậy. Dễ sợ nhất là ngày mà quân đội cho đoàn làm phim bắn đạn thật. Đó là ngày tôi không thể nào quên được, quân đội lập trận bắn đạn thật ở tại Hoàng Liên Sơn, Bắc Giang. Sau khi tập trận bắt mấy tiếng đồng hồ đạn còn dư thì duyệt cho đoàn phim thay quân phục cũ vào để quay bắn. Số đạn mà đoàn phim được nhận là bao nhiêu cô có biết không? Họ làm sổ để mà đưa ra là nhận phải 38 tấn đạn cao xạ. Mỗi một viên đạn cao xạ thì nó từ 8 cho tới 12 kg. Thì cô nghĩ đi, 38 tấn đạn cao xạ là bao nhiêu tiền và bao nhiêu đạn. Vậy mà bắn cái bằng tạch 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 có mấy phát là không còn một viên đạn nào hết. Và họ đương nhiên là họ lập lên quân đội để mà họ đưa ra ngoài ngân sách quốc phòng để mà xin tiền 38 tấn đạn. Cho nên bọn quân đội bây giờ trên giấy tờ là như vậy. Rồi bắt đầu về ông tướng cấp trên đã trình lên ngân hàng để mà ngân sách, để mà kêu ngân sách của vấn đề là nước nhà phải chi ra cho quân đội. Cho nên đoàn làm phim của bọn tôi phải ở nhà quân đội bữa đói bữa no. Còn những ông trong quân đội, những ông tướng mà đưa những cái thành tích này lên thì được lấy tiền. Lần tới Lisa sẽ nói chuyện về cái đường hầm chống bom nguyên tử cho các bạn nghe. Thôi sẵn ở đây nói luôn nha, 45 phút rồi. Nhưng mà Lisa gán cho Lisa nói khoảng 5 phút nữa đi, thâu tóm gọn gọn lại đi ha. Bởi vì người ta kể nghe nhiều câu chuyện quá à, ta nói còn nhiều lắm, nhiều câu chuyện nhiều lắm. Chắc kể không kịp đâu.
về cái hầm tránh bom nguyên tử, rồi đi vào coi cái hầm của tướng Võ Nguyên Giáp và Lê Dũng, mà vấn đề là trấn thọ như thế nào. Rồi bắt đầu là kêu bằng là ở trên đó nó không có cái toilet, tụi em phải đi xuống cái đường hầm đó để mà tụi em đi ỉa ở dưới đó đó. Tới chừng làm phim mới biết được là trong cái đường hầm mà tránh bom nguyên tử, trời ơi, nó không có cái toilet, tức là đi vô cái đường hầm là ỉa một chỗ đái một chỗ luôn như vậy đó. Mà họ gọi đây là một cái hầm mà bí mật trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước. Trời ơi, rồi cô những cái cô gái đi làm phim đó là khi đi ra ngoài đường hay đi chơi là được quân đội bảo vệ rầm 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 vậy đó. Bởi vì nếu mà không bảo vệ đó thì bắt đầu là kêu bà trong một cái sư đoàn mà 5.000 thằng đàn ông, mà bây giờ nó không có vấn đề là kêu bằng là gái, bây giờ lỡ cô nào đi lên là nó sụt mẹ nó hết trơn, hoặc là nó đè nó hiếp dâm luôn. Cho nên bây giờ cô biết rằng ở trong cái hầm mà gọi là tấn bom đó thì những thằng đàn ông trong quân đội đó, mấy anh bộ đội mà đang sung sức đó đi vào đó mà 5, 10, 15, 20 hết trơn à. Cho nên bây giờ những cái nhà thổ mà ở đây đó mặt mũi lạ lắm. Từ ở trong Nam ra, mấy em ở trong Nam ra tên nó lơ ngơ lớ ngớ. Có thằng nó tưởng sao là đỉ, nó đè ra, nó chịch một cái là chết luôn. Cho nên đoàn phim của quân đội, những người mà trong quân đội là phải mặc đồ của quân đội. Mà những cái chị em mà làm phim ở Sài Gòn ra thì người ta không chịu mặc đồ quân đội, bởi vì nó bùng bình, nó xấu quá đi. Bởi vậy cho nên không có chịu mặc, mà họ phải vấn đề là mặc cái bộ đồ mà vấn đề là diễn viên như vậy đó. Cho nên đi ra mà lạng quạng thì mấy thằng bộ đội nó đè, nó chịch, nó hãm ở ngoài ngoài còn chết nữa. Cho nên la làng lên không có chịu cho. Chị nghĩ đi, trong cấp sư đoàn gần 5.000 thanh niên mà không có phụ nữ, không có cho nó chịu sao nổi. Khi mà ở trong cái đoàn, mà trong sư đoàn hoặc là trong cái danh trại mà thấy có một cô gái nào mà đi vô là tao nói nước miếng nó chảy ra, thiếu điều nó chạy ra mà nó ôm những cái cô gái đó vậy đó. Ở trong đoàn làm phim mà chỉ cần những cái cô đâu có được đẹp gì đâu, mà chỉ cần đi ra đó là tao nói nó nhìn chăm chăm vào cái bác hồ của những cô gái này. Trời ơi, tao nói nó vui như là ngày trẻ hội. Trời ơi, quân đội nhân dân.